Học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cư ấy nên chư thiện tính hãy ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lâm nha. Dạ xin vâng. Sa đức sa đức sa đức lành thầy. Dạ, chúng con kính tri ân sư Thanh Tâm đã truyền tâm quy và ngũ giới cho chúng con. Dạ, kính thưa đạo tràng, xin mời đạo tràng cùng con sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo, Bảo và Tăng Bảo. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh, các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xóa tội lỗi ấy cho chúng con. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho chúng con. Dạ. Một lần nữa kính đánh kính tri ân sư Thanh Tâm đã truyền tâm quy và ngũ giới cho chúng con. Pāva tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa buddha nuva ve na sada sothi bhavan tu te. Pāva tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa dhamma nuva ve na sada sothi bhavan tu te. Bhava tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa sangha nuva ve na sada sothi bhavan tu te. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Dạ, mô Phật. Phần lễ bái Ba Ngôi Tam Bảo và họ trì tam quy ngũ giới đến đây đã hoàn mãn. Bây giờ mời MC lên thỉnh pháp sư pháp sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lễ thầy Kinh Mỹ Lan Đa và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, nguyên như xin kính mời chư vị cùng với những như lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmacaloka Thipati Sahampati Katan Chali An Thiwarang Ayachata Santi Thasantam Barajang Kajatika Dese tu thammang anukam bimang bacang santham maferin
quy nhã danh cha ca văn sùa tân cha bần thân a phi thầm ma chấm măng a cô ta dân tu cha tu san cha đan đăng ba bồ tha nay ye pa ri sa ya man che e vang sa ham ba ti brahma pha ga quan tăng a ya cha tha tuân hi pha quê na tăng bu thô ca ruôn nhê na thi hoa sa ya tan ha gu tha ya ba đê na ni ga da yang ta to ga to ban cha wang ya da yo nay ye a mang ba ye si tham ma to ta to ba phu ti sam bu tho a nu na tham ma de sa nang ma kha wa sa ni de se si sat ta nang an tha sin tha kang te na sa tu a yo phan te de se tu tham ma de sa nang sam ba di tha pa ri sa ya anu kam bam bi ka ta we nak mô buddhaya nak mô thammaya nak mô sankhaya và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy kinh Milanda có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay và con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Kính lễ sư tinh tâm cùng chư Phật đức tăng trong room. Thân chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta học tiếp tục bài về thập nhị duyên khởi. Thì chương trình mình cũng mới vô cũng đọc Pali, cho Nguyễn sẽ post Pali lên cho quý vị đọc. Rồi sau đó mời Nguyên Như lên đọc 12 nhân duyên, 12 chi á. Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Bali, Bali Anh Việt ha, đọc xong rồi đọc luôn cái bài học tuần trước, tức là trình bày lại cái bài tuần trước mình đọc tới đâu á, để chúng ta có sự liên lạc ha. Vậy nghe rõ không? Alo, nắm được ý không? Nắm được ý ha, ok. Rồi, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang sama sambutho phagawa buddhang phagawang tang afiwa de me Svakato phagawata thammo thammang namasami Sapatibanno phagawato sāvakasangho sangkang namami Sama sambutthamatulang sasattham maganuttamang Vì hòa đi pha xếp sẵn, vì thầm mắt và sẵn ngang. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng đang cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sa Khai Giá. Rồi, như vậy để bước vào cái chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đọc Pali trước. Châu sẽ post cái đoạn 2, đọc tiếp đoạn 2. Và xin mời tất cả quý vị quan hỷ cùng nhau lên tham gia cho được nhiều phước báo lợi lạc trong cái cuộc sống tu học của mình.
Dạ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể làm đầu tàu để cho chúng con nối đuôi đọc theo ạ. Con xin kính thỉnh sư ạ. Dạ, một Phật. Một lần nữa, con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Kính chào đạo tràng. Bây giờ sư xin đọc lại đoạn 2. Tát thá a quy ya sang kha ra bắc chế ya quỳnh nhà năng quỳnh nhà na bắc chế ya na ma ru bằng na ma ru bắc chế ya sa la ya ta năng sa la ya ta na bắc chế ya pa so pa sa bắc chế ya quê đa na bắc chế ya tăng hà bắc chế ya upa đà năng upa đà na bắc chế ya Pavo Pava Pachaya Cha Ti Cha Ti Pachaya Cha Ra Ramanang So Kapari Do Vadukha Do Manasu Vaya Sa Sam Bhavan Ti E Vame Tasa Ke Valasa Dukha Khang Dasa Samudayo Ho Ti A Ja Metta Pachya Sa Mu Padaya Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh. Hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành, thức tái sanh, phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta thắng sầu đau buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Rồi, suy nghĩ sư đọc xong rồi mời vị kế tiếp nha. Mô Phật. Yeah. Nam mô Bụt Đà, Nam mô Tham, Nam mô Sang Ca, Ya. Dạ, con kính lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, con xin trả bài. Đoạn 2. Tát tha a vi a xin lỗi. Xin lỗi. Lặp lại. Lặp lại. Tát tha a vi cha paccaya sankhara sankhara paccaya viññānang viññāna paccaya ma nama rupang nama rupa paccaya salayatanang salayatana paccaya faso fasa paccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya upadanang upadana paccaya favo fava paccaya jati jati paccaya cara marana soka paradi paridewa dukkha doma nasupaya sa samphavanti evan evame tassa ke valassa dukkha khandassa samudayo hoti ti aya metta pat xin lỗi paticca samuppadayano danayo định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh,
tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy pháp sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Xa đu xa đu tính trang cô châu post bài. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Kính chào Thầy Kinh và toàn thể Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng đã cho con biết được tín hiệu. Cảm ơn Sức Châu đã post bài. Dạ, con xin đọc bài ạ. Tattha Avijja Chappacchaya Sankhara Sankharapachaya Vinyanang Vinyanapachaya Namarubang Namarubapachaya Salayatanang Salayatanapachaya Faso Fasapachaya Denadana Vedanapachaya Tanha Tanhapachaya Upadanang Upadanapachaya Phavo Phavapachaya Chati Chatipachaya Chara Maranaso Kaparidevadukha Doma Nasupaya Sa Samphavanti Evametasake Walasadukhatkhan Dasasam Buddha yo ho ti ti ayamet tapat tapatit chasamuppa dana yo định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh. Tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính tri ân Đạo Tràng, kính cảm ơn Châu Nguyễn và kính tri ân Thầy Kinh. Dạ con kính mời Đạo Tràng ạ. Dạ kính mời chị Từ Mẫn ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, con Từ Mẫn, con thành kính cúi đầu đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Giáo Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính chào Thầy Kinh, kính chào quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Và con xin đọc bài học hôm nay. Tattha Avijja Bacchaya Sankhara Sankhara Bacchaya Vinyanam Vinyana Bacchaya Namarubam
Nama rupa bhakcaya salayatana. Salayatana bhakcaya phaso. Phasa bhakcaya vedana. Vedana bhakcaya tanha. Tanha bhakcaya ubadana. Ubadana bhakcaya phavo. Phava bhakcaya jati jati bhakcaya yara. Marana soka parideva dukha doma. Nasubaya sa sampawanti. Ewa metasa kelalasa. Dukha khanta sasama. Dukha khanta sasamudayo hotiti. Ayametha bhaktiya samubbada na yog. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh thành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ, từ mẫn đã đọc xong. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính tri ân quý sư và quý đạo hữu đã lắng nghe. Dạ, con kính mời chư vị kế tiếp. Con xin xuống. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ thầy kinh và con kính chào đạo tràng và con xin đọc bài đoạn 2. Tat tha avi cha paccaya sankhara sankhara paccaya vinnya năng quỳnh nà na bách cha già quỳnh bách cha già na ma ru bằng nà ma ru ba bách cha già sa la giá ta nằng sa la giá ta na bách cha già ba sô ba sa bách cha già huệ đa nà bách cha già tành hà bách cha già tành hà bách cha già upa đa nằng upa đa na bách cha già pha wo pha wa bách cha già trà tí bách cha già trà cha na ma rap na so kha bà ri đề wa đức kha đồ ma na su pa già xà sầm pha hoàn tí ê qua mê tát xa kề xa đá xa đúc khát khàn tha ma xa xa mu đa dồ hồ tì tí a ya mét tha bát tích cha xa múc
Bà Đa Na Dộ. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc tái phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc tùy thực nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng, như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ, con đã xong, con xin nhận cho vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin lễ sư Thanh Tâm, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào thầy Kinh cùng đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Tát thá a quý trà bắt chá già sằng khà ra bắt chá già huỳnh nhà năng, huỳnh nhà ná bắt chá già nà má rù bằng, nà má rù bá bắt chá già xá là giá tá năng, xá là giá tá ná bắt chá già phát sô, phát xá bắt chá già huề đá nà bắt chá già tàn hà bắt chá già u bà đà năng, u bà đà na bắc cha già phá vô phá quá bắc cha già trà tí bắc cha già cha ra ma ra na sô cá pari quê đá đúc khá đồ má na su bà già sa sầm phá hoàn tí e quá mê tá sa kê quá lá sa đúc khát khàn đá sa sầm mu đá dô hồ tí tì aya mê tá Paticca Samuppadana Danayo. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng, như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ, con đã đọc bài xong, cảm ơn Trang Nguyễn đã post bài và dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con đã lễ sư Thanh Tâm, chư Đông Đức Tăng, thầy Kinh, quý bà cô tu nữ, con toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ. Dạ, đoạn 2. Tát thá a quý trà bát chá già sang kha ra sang kha ra bát chá già huỳnh nhà năng huỳnh nhà nã bát chá già nà mắt rù bằng nà mắt rù bát bát chá già sa la yat ta nang sa la yat yat ta na bát chá già phát sô phát sa bát chá già về đã nà bát chá già tần hà bát chá già u bà đà nang u bà đà na bát chá già phát vô phát phá vát bát chá già trà tí bát chá già chá ra ma ra na sô ca pari đề vát đúc ca đồ ma nan nasu payasa sampavanti eva me tassa kevalassa dukkha khang tassa samudayo hoti ti ayametta
bát thích chạ sà mút bà đã đá nã dồ. Định lực tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục nhập phát lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn tá tháng đau khổ buồn đầu và thất vọng. Như vậy phát sanh toàn biện toàn khối đau khổ. Dạ con xin xuống mic và nhường mic cho bị kế tiếp ạ. Dạ con xin xuống mic. Dạ. Dạ thưa con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm và con kính đảnh lễ Thầy Kinh và Đạo Tràng. Con xin đọc bài. Đoạn 2. Tát tha avijja paccaya sankhara sankhara paccaya viññānaṃ viññāna paccaya nāma rūpaṃ nāma rūpa paccaya sālayata naṃ sa la yat ta na pat cha ya pa so pa sa pat cha ya ve da na pat cha ya tang ha pat cha ya upa da nang upa da na pat cha ya pa wo pa wa pat cha ya cha ti pat cha ya cha ra ma ra na Sukha parideva dukkha doma nasupa nasupa yasa sampavanti evam metassa kevalassa dukkha kantassa samudayo hoti ti ayam metta vicca samudpa dana yo. Định luật tùy theo thuộc phát sanh, nơi đây tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ thưa con kính cảm ơn thầy và kính cảm ơn đạo tràng. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khai. Con kính đảnh lễ Đại Đức Thanh Tâm và con kính Thầy Thầy Kinh. Và con xin đọc bài. Dạ đoạn 2. Tát tha avijja paccaya sankhara sankhara paccaya viññānaṃ viññāna paccaya nāma nāma rūpaṃ nāma rūpa paccaya sālayatanaṃ sālayatana paccaya paccho paccha paccaya quê đa na bát chá già tăng hà bát chá già u bà đa năng
chá ra bát tá na sô sô khá bá rí đề quà đút khá đồ má nát su bà già sát sầm phá quanh tí ê quá mẹ tách xá kề kề quá lát xá đúc khá khăn thát sát xá má mũ đá dồ hồ tí tí á giá mít thá bá tí chá xá mút bà đằng ná dồ và định luật tùy theo phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh, hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành, thức sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh, danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh. Định luật tùy theo phát sanh nơi đây phát sanh tùy thuộc nơi hành thức tái phát sanh tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh tùy thuộc nơi sanh và sắc lục căn phát sanh tùy thuộc nơi lục căn xúc phát tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh tùy thuộc nơi thọ phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão, tùy thuộc tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ con đã đọc sao không biết có sai gì đó. Dạ kính thầy sửa giùm cho con ạ. Sao hứa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Quý vị nghe rõ không? Alo. Rồi, ok. Chắc không còn ai đọc phải không? Bây giờ để mời Nguyễn Như lên đọc 12 chi Pali Anh Việt luôn ha. Rồi trình bày là cái bài tuần rồi mình học cho nó có cái sự mạch lạc. Rồi, xin mời Nguyễn Như. Dạ thầy con xin tuân lệnh ạ. Dạ con xin đọc lại đoạn 2 trước xong rồi con sẽ đọc qua cái bài nhân duyên. Dạ xin mời em post bài dùm lại cho Nguyên Như nha cho. Dạ cảm ơn em. Đoạn 2. Tất tha á vít cha bát cha già sằng kha ra sằng kha ra bát cha già huỳnh nhà nằng huỳnh nhà nó bát cha già nà má rù bằng nà má rù ba bách cha già xa là giá ta nằng xa là giá ta ná bách cha già phát sổ phát xa bách cha già quê đá nà bách cha già tành hà bách cha già ú bà đà nằng ú bà đà ná bách cha già phá vồ phá quá bách cha già trà tí bách cha già cha là má ra nằng sô ca ba ri đề quá ca đồ má nát su bà già xà sầm phá hoành tí ê quá mề tát sa kề quá lát sa đúc khắc khẳng thát sa sa mu đá dồ hồ tì tí a giá mét tháp bá tích cha sắp múc bà đá ná dồ. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh, hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành, thức phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh, danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc
thọ phát sanh, tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão, tử, sầu muộn, tà tháng, đau khổ, buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Paticca-samuppada thập nhị duyên khởi. Avijja-paccaya-sankhara, sankhara-paccaya-vinyanam, vinyana-paccaya-namarupam, namarupa-paccaya-salayatanam, salayatana-paccaya-phasso, phassa-paccaya-vedana, vedana-paccaya cha già tần hà bách cha già u bà đà nằng u bà đà na bách cha già phá hồ phá quá bách cha già trà tí bách cha già cha rà ma ra nằng sô ca ba ri đề qua đúc ca đồ qua na súp bà già xà sầm phá hoàn tí ề qua mề tát sa cà qua lá sa sa đúc khắc khăn thát sát sa mu đa dù hồ tí. Dependence on ignorance arise conditioning activities. Dependence on conditioning activities arises relinking consciousness. Dependence on relinking consciousness arise mind and models. Dependence on mind and models arise the six spheres of sense. Dependence on the six spheres of sense arise contact. Dependence on contact arise feelings. Dependence on feelings arises craving. Dependence on craving arises grasping. Dependence on grasping arise actions, kama phawa. Dependence on action arise birth. Dependence on birth arise decay, death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. Thus, those the entire aggregate of suffering arise. Tùy thuộc nơi vô minh phát sanh hành, tùy thuộc nơi hành phát sanh thức, tùy thuộc nơi thức phát sanh danh sắc, tùy thuộc nơi danh sắc phát sanh lục căn, tùy thuộc nơi lục căn phát sanh xúc, tùy thuộc nơi xúc phát sanh thọ, tùy thuộc nơi thọ phát sanh ái, tùy thuộc nơi ái phát sanh thủ, tùy thuộc nơi thủ phát sanh hữu, tùy thuộc nơi hữu có sanh, tùy thuộc nơi sanh có lão, tử, sầu muộn, tà tháng, đau khổ, buồn rầu và thất vọng. Đó là trọn vẹn các yếu tố cấu thành đau khổ. Dạ, con xin đọc ôn lại bài của ngày 4 Tây tháng 12 ạ. Paticca-samuppada thập nhị duyên khởi. Paticca có nghĩa là bởi vì, vì lẽ. Samuppada có nghĩa là phát sanh, xuất phát. Cộng hai chữ lại là paticca-samuppada, phát sanh bởi vì, tùy thuộc, phát khởi, duyên khởi tùy thuộc, định luật khởi sanh do nguyên nhân, duyên sinh hoặc là duyên khởi, vân vân. Paccayaṃ paticcasamuppajjati. Samuppado, cái gì sanh ra được do nhờ bởi duyên thì được gọi là duyên sinh. Imasmin sati tang ho ti, imasmin asati idam na ho ti, cái này có, cái kia có, nếu cái này không thì cái kia không. Duyên sinh có 12 chi. Vô minh avijja, hành sankhara, thức vinyana, danh sắc nama rupa, lục nhập
xa là gia ta na xúc phát xa thọ quê đa na ái tần hà thủ upa đà na hữu phá quá sinh cha tí lão tử cha ra ma ra na một la mã avijja bacchaya sankhara vô minh duyên hành tùy thuộc nơi vô minh mà hành phát sanh. Avijja có nghĩa là vô minh, vô là không, minh là sáng, vô minh là không có sáng suốt, không có hiểu biết, không nhận chân ra được sự thật của vạn hữu. Anh ta quý ra hí tề, xăm xà rề, sách tề, chá hòa bề tí. Cái gì là nguyên nhân cho chúng sanh mãi mãi lăn trôi theo vòng luân hồi vô tận? Cái đó chính là vô minh. Thế gian vô thường khổ vô ngã mà ta cho là thường lạc ngã là vô minh. Không tuệ tri tứ diệu đế là vô minh. Không hiểu biết 12 duyên khởi là vô minh. Một số từ mô tả vô minh: thiếu trí, lack of knowledge; thiếu tuệ, lack of insight; thiếu hiểu biết, lack of understanding; thiếu lãnh hội, lack of comprehension; không thông minh, unintelligence; mờ mịt, confused. Đối nghịch với vô minh là minh, vichá, knowledge, sáng suốt, tuệ tri tứ diệu đế, thấu rõ lưới duyên khởi. Căn gốc là tâm sở si, gốc của vô minh, mồ há là si. Căn là muh, muh, hay tiếng Việt gọi là muh, có nghĩa là mê mờ, lầm lạc. Mồ há chính là cội nguồn, là căn gốc và luôn có mặt trong các tâm bất thiện. Mồ há chính là một trong ba nhân bất thiện là tham, sân và si. Ở trong bộ phân tích, sự không hiểu về khổ, sự không hiểu về khổ tập, sự không hiểu về khổ diệt, sự không hiểu về khổ diệt hành lộ, đây gọi là vô minh. Dạ con đã đọc xong bài cũ, dạ con xin dâng mic lại cho thầy kinh ạ. Xa thứ, xa thứ. Quý vị thấy Nguyên Như đọc hay không quý vị? Quý vị thấy Nguyên Như đọc hay không? Cho hoa lên cho quan hỷ. Đọc hay quá, Nguyên Như đọc hay quá. Rồi, tặng hoa lên. Rồi. Xa thứ, xa thứ. Rồi, thưa quý vị, là được rồi, là chúng ta học xong cái phần chi pháp về vô minh. Đó là vô minh, tức là khi mà chúng ta học tập diễn duyên này thì khởi đầu là chúng ta được biết nó là vô minh. Thì vô minh được biết là nó là cội nguồn, là căn gốc của cái sự mà đưa đến cái tái sanh luân hồi. Thì cái gì mà làm cho chúng ta phải bị đi luân hồi, đi tái sanh, thì đó chính là do vô minh. Đó là cái vấn đề chúng ta đã học qua từ rồi ha. Bây giờ hôm nay chúng ta đi tiếp, tức là từ cái vô minh này, tức là chính vì cái sự mờ mịt, sự mê mờ, lầm lạc, u tối của tâm. Chính vì đó nó giống như là một cái hạt nhân nguyên tử, giống như bom nguyên tử. Nó nổ cái là nó sẽ làm đủ thứ chuyện. Thì như thế nào thì vô minh nó cũng vậy. Chính vì do vô minh mà nó nổ cái, nó phát sinh ra rất là nhiều thứ, nhiều loại. Nó tạo nên sự đau khổ cho chúng sanh, phát sinh ra đủ thứ hạng người, đủ thứ loại chúng sanh, đủ thứ là căn cội nguồn, đủ thứ cảnh giới, vân vân vân. Thì cũng từ cái thằng vô minh này, vô minh này đi lên tới cõi vô sắc luôn. Thì đó là chúng ta thấy là cái vô minh nó rất là ghê gớm ha. Thì do chính vì vô minh này, nó làm nhân làm duyên, nó phát sanh ra cái gọi là hành. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chỉ thứ hai là hành. Hai là hành sankhara.
ra và hành. Được chưa? Quý vị ghi kịp chưa? Sang là hành, chuyên pháp thứ hai. Vô minh duyên cho hành. Là chính do vô minh nó duyên cho hành phát sanh. Ủa, thư ký nó mất tiêu rồi. Rồi, hành. Rồi, xuống dòng mình ghi ha. Cái gì tạo thành? Cái gì tạo thành? Tạo sanh, tạo tác. Cái gì tạo thành, tạo sanh, tạo tác. Hay cái gì tạo nên những cái được tạo. Hay cái gì tạo nên những cái được tạo. Phải, đó chính là hành. Đó là định nghĩa sơ lược về cái chữ hành sankhara ha. Thì cái gì mà nó tạo ra, nó tạo thành, nó tạo sanh, nó tạo tác, nó tạo nên, nó ghi lên, nó làm ra, nó tạo nên những cái mà nó tạo nên những cái mà được tạo, thì tức là chính cái đó gọi là hành. Đó là cái ý nghĩa để chúng ta nắm tổng quát rồi đó ha. Rồi xuống dòng pháp bản thể hai chấm tâm sở tư chê ta nà. Pháp bản thể hai chấm là tâm sở tư chê ta nà. Ghi kịp không quý vị? Hello. Pháp bản thể tâm sở tư chê ta nà. Đúng rồi. Tâm sở tư này là nó nằm ở đâu quý vị? Tâm sở tư nó nằm ở đâu? Alo. Sở hữu tạo tha. Bảy sở hữu biến hành, đúng rồi. Bảy sở hữu biến hành, đúng rồi. Sở hữu tạo tha. Nó nằm trong bảy sở hữu biến hành, đúng rồi. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền và tác ý. Thì như vậy cái bản thể, cái chính của cái hành này chính là sở tư. Sở tư chính là hành. Nó là cái pháp bản thể của nó. Là như vậy thì trong cái vấn đề này, cái sở tư này chính là một cái mà tạo tác, cái tạo nên những cái gì đó nó sẽ tạo ra. Hoặc là trong kinh Đức Thế Tôn Ngài cũng đã thuyết là chê tá nó hăng phích khá quê khâm măng quá đà mí. Đức Phật nói là này các tỳ kheo, Như Lai tuyên bố tư chính là nghiệp, hay là gọi là tác ý chính là nghiệp. Tức là mình dịch một cái thoáng nhau, tức là này các tỳ kheo, Như Lai tuyên bố rằng tác ý chính là nghiệp, mà tác ý đây nên hiểu là tư chính là nghiệp. Thì như vậy chính cái tâm sở tư này nó tạo do nên cái hành này, nó là bản thể của nó chính là cái tâm sở tư này. Rồi như vậy là chúng ta sẽ ghi chê tá na hai chấm. Chê tá na hai chấm xuống dòng, gạch vào dòng cái. Chi phối và quyết định mọi hành. Chi phối và quyết định mọi hành. Xuống dòng. Đôn đốc xúi dục các pháp. Đôn đốc xúi dục các pháp. Rồi, xuống dòng. Làm cho các
pháp cùng sanh, nắm bắt cảnh, làm cho các pháp cùng sanh, nắm bắt cảnh. Rồi, xin chào. Hoàn tất nhiệm vụ phải sắp đặt các pháp đồng sanh làm theo. Hoàn tất nhiệm vụ phải sắp đặt các pháp đồng sanh làm theo. Rồi, như vậy ý nghĩa đại cương của cái Chaitana này cho chúng ta biết là nó là một cái pháp mà nó chi phối và nó quyết định tất cả mọi hành động. À, thì như vậy Chaitana này nó là một cái tâm sở rất là quan trọng trong cái đời sống của chúng ta. Đó là vấn đề thứ hai, là nó đôn đốc, nó xúi dục những cái pháp đồng sanh theo nó, hoặc là những cái pháp mà là mặc dù không đồng sanh nó nhưng mà nó vẫn xúi dục được như thường. Thì từ từ chúng ta sẽ học tới vấn đề này. Nó đôn đốc, nó xúi dục các pháp và nó làm cho các pháp cùng sanh, nắm bắt cái cảnh, cái đối tượng đó, cái đối tượng nào sanh lên mà để cho cái tâm sở tư này nó nắm bắt thì nó kéo những cái đồng sanh chung với nó nắm bắt cảnh và nó hoàn tất cái nhiệm vụ của nó là sắp đặt các pháp đồng sanh làm theo cái nhiệm vụ của nó. Thì như vậy nó hoàn tất cái vấn đề đó. Thì như vậy cái Chaitana này nó là một tâm sở mà nó điều động, nó làm, nó gây nên sóng gió, nó làm cho cái đời sống của chúng sanh náo loạn cũng tại vì cái thằng Chaitana này. Rồi xuống dòng hành có ba hai chấm. Hành có ba. Rồi xuống dòng A lớn ha. À lớn, đây cái chữ này, phi phúc hành, à lớn, phi phúc hành, à bút, phi sâm khả năng, à bút, bỏ bớt chữ B, bỏ bớt chữ D, là nó hơi dư, à bút, phi sâm khả năng. Rồi, dòng tâm sở tư, tâm sở tư phối hợp cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh, tâm sở tư phối hợp cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh khởi một trong 12 tâm bất thiện, xui khiến hai chấm. Tâm sở tư phối hợp cùng các tâm sở tương ưng đồng sanh khởi một trong 12 tâm bất thiện, xui khiến hai chấm. Rồi, tức là ý nghĩa ở đây cái phi phúc hành này đó, nó là phát sinh từ cái tâm sở tư này, mà tâm sở tư này nó phối hợp cùng với những cái tâm sở mà tương ứng với nó đồng sanh khởi chung trong một trong 12 tâm bất thiện. Tức là 12 tâm bất thiện là gì quý vị? 8 tham, 2 sân, 2 si. Thì tâm sở tư này, tức là hành, nó sẽ phối hợp cùng với những cái tâm sở tương ứng đó, tương ứng với nó đi theo và đồng sanh khởi một trong 12 tâm bất thiện. Thì để làm gì? Để bắt đầu cái tâm sở tư này nó mới xui khiến, nó xui khiến tạo tác, tạo nên những cái nghiệp, tạo nên những nghiệp như thế nào. Hai chấm xuống dòng thân, hai chấm thân, hai chấm. Sắc sanh, sắc sanh ba mà tiếp ba ba là sắc sanh phải
sanh phải trộm cắp. Adinadana, adinadana. Trộm cắp. Rồi. Và hạnh trong dục lạc. Và hạnh trong dục lạc. Kame smicca chara. Và hạnh trong dục lạc. Rồi, xuống dòng khẩu hai chấm. Khẩu hai chấm. Rồi, khẩu hai chấm. Nói dối. Cú xà hòa đá. Khẩu hai chấm. Nói dối. Cú xà hòa đá. Nói ly gián. Nói ly gián. Bích xu nà hòa cha. Nói ly gián. Nói độc ác. Nói độc ác. Parisawa cha. Nói độc ác. Nói phù phiếm. Tâm phát ba la ba, nói phù phiếm. Nói phù phiếm. À, như vậy là khẩu chúng ta có nói dối, bú sa hòa đó, nói ly gián, bí su na hòa cha, nói độc ác. Parusawa cha nói phù phiếm, tâm pháp ba la ba có về thuộc về khẩu, rồi về tâm hai chấm gọi là ý, thì em ghi về ý được là tâm đi, tâm cho nó dễ gần gũi ha. Tâm hai chấm, tham lam. Tham lam. Avijja, tham lam. Sân hận. Sân hận. Vya bà đó, sân hận. Tà kiến. Tà kiến. Vichcha ditthi. Tà kiến. Tà kiến. Vichcha ditthi. Rồi như vậy về tâm chúng ta có ba là tham lam, vichcha, sân hận, vyabada, tà kiến, vichcha ditthi. À, như vậy do vô minh, tức là do sự không hiểu biết, cái sự ngu dốt, sự si mê của phàm phu chúng sanh, nó làm phát sanh ra hành. Hành ở đây nó có ba vấn đề, tức là nó sẽ có ba cái vấn đề mà chính.
Thứ nhất là phi phúc hành, abhisam khara là phi phúc hành. Thì phi phúc hành này là gì? Là về là những cái tâm sở tư nó phối hợp cùng với những cái tâm sở mà sanh chung với nó đó. Những tâm sở nào đồng sanh chung với nó mà nó hợp với lại một trong 12 tâm bất thiện. À, thì nó khi mà phi phúc hành tức là nó nói về những cái hành động mà không có phúc đức, hành động ác, hành động xấu thì được gọi là phi phúc hành. Thì nó phối hợp trong 12 tâm, một trong 12 tâm bất thiện. À, để nó xui khiến, à, chính vì nó là nó làm duyên, nó xui khiến cho thân phải sát sanh. À, chính vì vô minh mà mới sát sanh. Nếu mình biết mình không sát sanh, liệu đó là mình không có bị vô minh. À, cho nên khi mình dính vô để thân sát sanh, trộm cắp hoặc là hành động có dụng thì lúc đó chúng ta vẫn còn là nhiều phải phát sanh do tư vô minh nó làm duyên. Làm duyên cho chúng ta phát sanh những hành động thuộc về thân, thân liên hệ đến và ác bất thường pháp. À, thì đó là hành thuộc về thân. Và hành thuộc về khẩu, tức là từ vô minh nó duyên là hành làm phát sanh. Chúng ta phải nói dối, nói xạo, nói ly gián, nói độc ác, nói chia rẽ, nói phù phiếm, cho đủ thứ loại ha. Thì như vậy từ cái vô minh nó duyên cho cái phi phúc hành thuộc về khẩu, làm cho chúng ta phải mang những cái khổ nghiệp, những cái ác khổ nghiệp. Rồi về tâm, tức là về ý, thì nó phát sanh ra. Chúng ta khởi lên những khi nào chúng ta khởi lên có những cái sự tham lam, sự mà ham, tham danh, tham vọng, tham dục, tham đủ thứ, thì lúc đó do vô minh nó làm duyên phát sanh là cái sự tham lam, sự sân hận cũng vậy, sự nóng nảy, sự giận hờn, sự tức tối, sự hận thù, cũng đều phát sanh do vô minh. Và tà kiến, cũng do phát sanh gốc vô minh. Bởi vì chúng ta vô minh chúng ta mới không thấy đúng, không hiểu đúng, không thấy được sự thật của vấn đề. Và chính vì như vậy chúng ta làm duyên cho cái tà kiến nó phát sanh. Mà khi mà có mặt đầy đủ những cái pháp này thì chúng ta sẽ gieo giống những cái hạt giống được gọi là ác bất thiện pháp, được gọi là nghiệp và chê tá nó hăng phích cá quê cầm măng qua đà mí này chi từ kheo chính tâm sở tư là nghiệp. Thì như vậy ở đây Đức Phật dạy chúng ta nói về những cái hành này, tức là hành thứ nhất là chúng ta học về phi phúc hành, và cho chúng ta về thân, khẩu và ý thuộc về bất thiện pháp, những cái ác pháp, những cái mà chúng ta là sống và là làm theo những cái xui khiến của cái vô minh. Cho nên chúng ta khi mình học, mình biết những cái pháp này, chúng ta phải cố gắng, mình phải tránh xa, phải từ bỏ, phải làm cách nào chúng ta phải, giờ mình chưa có dứt hẳn được thì mình sẽ giảm bớt đi những cái này. Bởi vì tại sao chúng ta phải giữ giới là như vậy? Để chúng ta ngăn chặn cái nghiệp ác, là ngăn chặn cái sự ngu dốt của mình, để cho những cái nghiệp ác này nó không hoành hành, nó không có tạo những cái nguyên nhân đưa đến cái sự đau khổ. Và đó là cái vấn đề thứ nhất là chúng ta học về phi phúc hành. Quý vị nắm được không ạ? Alo. Được ha. Rồi tiếp số là B là phúc hành. Về phúc hành. Phúc hành. Bồn nhà phí xăm khá ra. Phúc hành. Phúc hành. Tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng. Tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng. Đồng sanh một trong tám tâm thiện dục giới. Một trong tám tâm thiện dục giới. Phải.
năm thiện sắc giới. Năm thiện sắc giới. Rồi, xuống dòng. Sẽ tạo ra, xuống dòng ha, sẽ tạo ra các tâm quả thiện dục giới. Sẽ tạo ra các tâm quả thiện dục giới. 7. Tâm quả thiện sắc giới. Tâm quả thiện giới tâm sẽ tạo ra các tâm quả thiện nghiệp giới, tâm quả thiện sắc giới và sắc nghiệp thiện. Và sắc nghiệp thiện. Và sắc nghiệp thiện. Rồi, gom lại cái cho nó rõ ràng nhảy nhảy ra. Rồi, như vậy cái phúc hành này đó, tức là chính là tâm sở tư. Cùng những cái tâm sở tương ưng đồng sanh chung với nó đó. À, nó đồng sanh một trong tám tâm thiện dục giới. Một trong tám thiện giới. À, tức là nó là tâm sở tư, nó có mặt trong một trong tám tâm thiện giới. Tám thiện giới quý vị biết rồi không? Tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, vân vân. Thì tám tâm thiện giới đó. Thì tâm sở tư nó sẽ phối hợp một trong tám tâm thiện giới đó. Là một. Thứ hai là nó đồng sanh trong năm thiện sắc giới. À, tức là nó sẽ có hai vấn đề, tức là về cái phúc hành, tức là về cái thiện pháp. Thì ở đây nếu mà nó phúc hành thì người ta chỉ lấy tám thiện dục giới và năm thiện sắc giới. À, và không lấy vô sắc giới, bởi vì vô sắc giới nó sẽ bước qua chi pháp khác. À, thì như vậy ở đây tâm sở tư nó sẽ phối hợp cùng với lại một trong tám thiện giới để làm những cái hành động thiện, bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, vân vân. À, để nó tạo những cái nghiệp thiện thuộc về dục giới, hoặc là tu tập về thiền định, à, chứng đắc được sơ nhị tam tứ ngũ thiền sắc giới. À, thì do sự mà tâm sở tư nó phối hợp với những cái thiện dục giới và những cái thiện sắc giới như vậy đó, thì nó sẽ cho ra cái kết quả là những cái tâm quả thiện thuộc dục giới. À, hoặc là những tâm quả thiện thuộc sắc giới và luôn cả những cái sắc nghiệp thiện, tức là những cái sắc pháp do thiện nghiệp tạo. Thì như vậy chính vì cũng do vô minh nó làm duyên, chứ nãy chúng ta nói vô minh là nó duyên cho bất thiện thì nó dễ hiểu đó. Ở đây vô minh nó nhận duyên cho thiện pháp. À, bởi vì nếu mà chúng ta đã không còn vô minh nữa thì chúng ta sẽ không còn những cái thiện này nữa, chúng ta không cần những cái này nữa, mà chúng ta đã đạt tới một cảnh giới là thuộc về duy tác rồi, cảnh thế giới thuộc về và thuộc về A-la-hán, là tối cao, là không còn có những cái thiện hay là những cái pháp bất thiện nữa. Thì như vậy vô minh duyên phúc hành, tức là do vô minh, chính vì do vô minh ta chưa hiểu biết, chúng ta phải làm những điều thiện này, chúng ta phải cố gắng tu tập để mà loại trừ cái vô minh đó. À, chúng ta phải tu tập, phải hành thiền, phải làm phước, làm thiện, bố thí đủ thứ để tạo những cái thiện nghiệp, và những thiện nghiệp nó mới sẽ cho những cái tâm quả để chúng ta được an lạc hạnh phúc. À, nơi cõi trời của người, hoặc là những cái thiền về sắc giới. À, tạo những cái thiện như vậy. Thì như vậy phúc hành là tâm sở tư, là nghiệp tâm đồng sanh trong một trong tám thiện dục giới và năm thiện sắc giới. À, nhớ có hai đó, thiện dục giới và năm thiện sắc giới. À, để mà tạo ra những cái nghiệp quả. Như vậy phúc hành là vấn đề mà chúng ta đã được hiểu biết là như vậy. Có gì nắm được không? Alo. À, ok, sao thôi. Rồi, C là bất động hành. C là bất động hành. C, bất động hành. Anne cha phích xăm khà ra.
tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng. Tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng. Tâm sở tư cùng các tâm sở tương ưng. Đồng sanh một trong bốn tâm thiện vô sắc giới. Đồng sanh một trong bốn tâm thiện vô sắc giới. Đồng sanh một trong bốn tâm thiện vô sắc giới. Và sẽ tạo ra các tâm quả vô sắc giới. Và sẽ tạo ra các tâm quả vô sắc giới. Rồi, như vậy, ở đây cái mục thứ ba là bất động hành. Ở đây ta nói tới tâm sở tư cùng với những cái tâm sở mà sanh chung cái đó đó, nó đồng sanh trong một trong bốn tâm thiện vô sắc giới, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ thuộc về thiện. Tức là tâm sở tư nó phối hợp trong một trong bốn những cái loại tâm này, và nó sẽ cho ra cái tâm quả vô sắc giới, và tâm quả vô sắc giới này sẽ tái sanh về, là cái tâm mà tái sanh về cõi vô sắc. Cho nên được gọi là bất động hành, bởi vì sanh về cõi vô sắc, không còn có về thân và khẩu nữa. Thì như vậy tâm sở tư nó phối hợp với một trong bốn tâm thiện vô sắc giới, tạo ra những cái tâm quả vô sắc. Thì do vô minh nó duyên cho hành, tức là phước phi phúc hành là những pháp bất thiện, phúc hành là những thiện pháp thuộc dục giới và sắc giới, và bất động hành là những thiện pháp thuộc về thiện vô sắc giới. Như vậy do vô minh chúng ta phát sanh là có ba cái vấn đề, ba cái mục về hành, tức là về cái sự mà tạo tác. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần được hiểu, là chính vì do vô minh mà những cái sự mà phát sanh nó được thể trình bày rõ ràng chi tiết như vậy ha. Rồi bây giờ nắm lên vào lâu. Sao thú ha. Rồi mình ghi chú hai chấm. Ghi chú hai chấm. Tâm sở tư trong tâm đạo siêu thế. Tâm sở tư trong tâm đạo siêu thế không được xem là hành. Tâm sở tư trong tâm đạo siêu thế không được xem là hành. Rồi, xin lòng gặp tiếp. Chính nổi bật trong tâm siêu thế. Trí chính là yếu tố nổi bật trong tâm siêu thế. Trí chứ phải ý. Tâm sở trí là trí tuệ đó, trí chính là yếu tố nổi bật trong tâm siêu thế. Sửa lại, trí, đúng rồi, trí. Rồi, xuống dòng, gạch đi dòng. Tư chỉ hỗ trợ giúp cho trí diệt trừ vô minh. Tư chỉ hỗ trợ giúp cho trí diệt trừ vô minh. Rồi, xin dòng. Tư
thì nổi bật trong các tâm hiệp thế với nhiệm vụ tạo nghiệp. Tư thì nổi bật trong các tâm hiệp thế với nhiệm vụ tạo nghiệp. Dòng vô minh nổi bật trong các tâm bất thiện, nhưng ngủ ngầm trong các tâm thiện. Vô minh nổi bật trong các tâm bất thiện, nhưng ngủ ngầm trong các tâm thiện. Được chưa? Thiện và bất thiện đều bắt nguồn từ vô minh. Thiện và bất thiện đều bắt nguồn từ vô minh. À, như vậy là một số những cái ghi chú để làm rõ cái vấn đề ra cho chúng ta thấy, để mình hiểu được, mình nắm bắt được cái vấn đề tâm sở tư trong tâm đạo siêu thế, tâm đạo sơ đạo nhị đạo tam đạo tứ đạo. Thì khi mà tâm sở tư mà đồng sanh trong tâm đạo siêu thế này, nó không thể được xem nó là hành. Bởi vì sao? Bởi vì trong tâm đạo siêu thế, trí tuệ chính là yếu tố chính. Trí tuệ là nổi bật, trí tuệ là làm phận sự, là để mà thành tựu chánh trí và diệt trừ những cái ác nghiệp, chứ không phải là tư. Tư nó chỉ hỗ trợ thôi, tư nó chỉ giúp hỗ trợ cho trí để mình diệt trừ cái sự u tối, diệt trừ được cái màn vô minh. Thì như vậy tư trong tâm đạo siêu thế không thể được xem là hành. Nó hành ở đây là nó chỉ ở trong cái làm phận sự, là nó hỗ trợ cho những cái tâm sở đồng sanh chung nó để mà thực hiện cái nhiệm vụ để mà diệt trừ những cái ác bất thiện pháp. Và chính vì trí mới là yếu tố chính trong cái tâm siêu thế. Còn về tâm sở tư thì riêng về nó nổi bật được, nó lớn, nó mạnh, nó có một sự nổi bật, là nó chỉ nổi bật trong những cái tâm hiệp thế thôi, tức là từ cái tâm hiệp thế trở ngược về trước, là loại bỏ cái tâm siêu thế, mình lấy từ hiệp thế đi ngược lên. Thì như vậy là tâm sở tư nó chỉ nổi bật trong các tâm hiệp thế. Bởi vì sao? Bởi vì nó làm những cái nhiệm vụ trong tâm hiệp thế, là nó tạo ra những cái nghiệp để nó cho quả của nghiệp. Thì như vậy tư nó nổi bật trong các tâm hiệp thế với nhiệm vụ tạo nghiệp, là ý nghĩa như vậy. Rồi vô minh, vô minh nó nổi bật trong các tâm bất thiện. Bởi vì sao? Bởi vì tâm bất thiện là 12 tâm bất thiện, tham sân si đều có vô minh trong đó, đồng sanh chung là tâm sở si. Tâm sở si là vô minh, cho nên trong vô minh nó nổi bật nhất là trong tâm bất thiện. Nhưng mà trong các tâm thiện thì không có vô minh đồng sanh chung, nhưng mà nó ngủ ngầm, nó là pháp ngủ ngầm để mà nó tạo tác. Thì như vậy vô minh nó nổi bật trong các tâm bất thiện, nhưng mà nó ngủ ngầm trong các tâm thiện. Cho nên không phải là mình làm thiện là mình không có vô minh, nó vẫn có vô minh, nó ngủ ngầm đi theo đó. Giống như trong không khí mà nó không có lửa, nhưng mà hãy đủ duyên là lửa nó bật cái trái không. Thì như vậy vô minh là nổi bật trong các tâm bất thiện. Đó là vấn đề chúng ta cần phải hiểu rõ như vậy. Rồi thiện và bất thiện đều bắt nguồn từ vô minh. Tức là khi chúng ta làm thiện hay là bất thiện gì, tất cả đều là do cái nguồn từ vô minh. Giống như là chúng ta từ dốt mà mình mới học. Mình học lên lên để mà mình xóa ngu. Mình xóa ngu đó. Thì như vậy đó là vấn đề như vậy. Trong tâm di tác và tâm a la hán là đâu có xem là hành được, đó nó không gọi là hành được, nó chỉ là những pháp hỗ trợ thôi. Tâm di tác thì mình là ngoại lệ thôi, những bậc a la hán là không còn tạo tác, không còn tạo nghiệp nữa. Thì đó là vấn đề như vậy. Và cho nên ở đây cái chính vì do vô minh nó duyên ra hành, nó duyên ra những cái pháp là tạo những cái ác nghiệp thuộc về những cái thiện, thuộc về hiệp thế, những cái tâm bất thiện và thiện thuộc hiệp thế. Còn bước qua siêu thế thôi là nó đã là không thể được xem là hành rồi, chứ huống chi về tâm di tác. Thì vậy hôm nay chúng ta học được cái chi pháp thứ hai là hành phát sanh
do từ vô minh, mà hành đây nó đưa ra chúng ta ba vấn đề là phi phúc hành, tức là những ác bất thiện pháp, phúc hành những thiện pháp, và bất thiện hành là thuộc những thiện pháp thuộc về vô sắc giới. À, đó là những cái gì pháp mà chúng ta phải được biết rõ một cách rõ ràng. Bởi vì đây mà mới như vậy là chỉ là mới cái sơ lược thôi nha quý vị. Tức là từ cái vô minh mà nó duyên ra những cái loại này đó, thì cái khoảng mà từ vô minh đó, mà nó duyên cho hành đó, là nó còn khủng khiếp nữa. À, nó bao nhiêu vấn đề nó tạo tác để nó phát sinh ra cái hành động nữa, thì cái đó nó bước qua cái duyên hệ nữa, mà nó bước qua duyên hệ nữa thì nó rối mù lên ha. Thì bây giờ chúng ta cần phải nắm được căn bản của pháp này, thì khi chúng ta nắm được căn bản những cái pháp này do vô minh nó duyên hành ra những loại nào, thì mình đã cũng tương đối hiểu được phần nào. Và khi mà chúng ta học qua duyên hệ, căn bản duyên hệ xong xuôi đó, thì khi mình học xong được duyên hệ, duyên sinh duyên hệ này xong, cái hai cái này mình mới ráp lại thì mình sẽ thấy, thì lúc đó mình sẽ thấy vấn đề nó rõ ràng. À, còn nếu mà mình không học, mình không học duyên hệ, mình không học duyên sinh duyên hệ này, thì chúng ta giống như mù rời voi không, mình không biết là vấn đề nó sẽ phát sinh ra sao, tại sao nó như vậy. À, chẳng hạn như giờ mình làm việc thiện là do nhân gì, duyên gì làm việc thiện, rồi việc thiện nó phát sinh những cái duyên như thế nào để nó phát sinh và nó tạo tác như thế nào, thì như vậy trong cái vấn đề này nó rất là khủng khiếp. À, nó rất là Đức Phật nói là nó rối như là cái tơ vò đó, hoặc là những chỉ mà mình làm rối nùi đó, thì rất là khó. Nhưng mà bây giờ chúng ta học cách này, chúng ta học bằng cách chúng ta lôi ra hết, mình lôi từng thằng ra, mình mổ xẻ ra từng chút chút, mình chịu khó, mình học chậm chậm nha, để mình hiểu được, mình nắm được cái cội nguồn, cái gốc của nó ra như thế nào. Và khi mình hiểu được, ví dụ do vô minh nó như thế nào, nó duyên ra hành, thì hành có những cái loại pháp nào, thì là chúng ta cũng đã hiểu được rồi. Mình đã hiểu được cái nguyên lý của cái vấn đề nó như vậy. À, đó là cái vấn đề chúng ta thấy. Thì như vậy hôm nay chúng ta học thêm được một cái chi pháp là hành và phát sinh do từ vô minh như thế nào. Thì như vậy chúng ta đã hiểu được. À, mấy quý vị có nắm được không? Có quan hỷ được cái pháp này không ạ? Alo. Có quan hỷ được cái bài pháp học thì tập dị duyên khởi này không? Được không? À, nắm được không? Rồi xà thử. Rồi hôm nay do phước báo mà chúng ta học ngày hôm nay, nguyện cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Rồi xin mời MC. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và nguyên như con xin thay mặt lớp học kính tri ân thầy kinh đã tận tình dạy cho chúng con về cái bài rất là khó này. Và bây giờ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con, và sau đó nguyên như xin kính mời chị Trang có thể thay mặt đạo tràng để hồi hướng phước báu học kinh học sách của chúng ta ngày hôm nay. Và con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ, mô Phật. À, Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Đàm Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin kính lễ chư Thông Đức Tăng, kính lễ chư Thông Đức Tăng, và kính chào Kinh Melinda, và kính chào Đạo Tràng. À, xin thay mặt chư Thông Đức Tăng chúc phúc cho Đạo Tràng. Tu sắp ba mang gà lăng rác hành tu sắp ba đề quá tà sắp ba bút đà nu ba về nã sa đà so tế ba hoàn tu tà. Tu sắp ba mang gà lăng rác hành tu sắp ba đề quá tà sắp ba đầm ma nu ba về nã sa đà so tế ba hoàn tu tà. Tu sắp ba mang gà lăng rác hành tu sắp ba đề quá tà sắp ba sang gà nu ba về nã sa đà so tế ba hoàn tu tà. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cũng cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh hằng thêm đến người, là người năng nhân mình lễ bái cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tấn. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng,
Nguyện cầu ơn Tam Bảo và chư thiên gia hộ cho tất cả quý vị được an vui, khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Và do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha Hương Linh, bà Hồ Thị Thanh Ba, sinh ngày 23 tháng 6 năm 1930, mất ngày 15 tháng 11 năm 2020. Mong Hương Linh sau khi thực hiện phước báo này thì được sanh về nơi nhàn cảnh, cảnh người có phước, cảnh trời và cảnh niết bàn. Bằng ở nơi nào được an vui thì niềm an vui được tăng tiến hơn. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Sa thụ lành thai. Và một lần nữa con xin thay mặt đại tràng kính tri ân thầy Kinh đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và kính cảm ơn, kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya devata san vitihara vasini tu be kare potikare tahin tahin ta thammadane na pavan tu puchita so tinkalo te thiwa ta vihara mandale te raja matcha na waka cha fitkawo saramika dana pati upasaka Naga cha desa nigama cha isara sabba na puta sukita pawantu te. Cha labu cha ye bicha anda sampawa sanseda cha ta atawu papatika. Niyani kam thamma warang paticca te sabbe bidukha sakarontu sankhayang. Thātu chirang satang thammo thammatthara cha pungala. Sankho ho samakko wa attha ya cha hita ya cha amhe rakkatu sa thammo. Sambe pi thamma charino vutin sampa puneya ma thamma ripayamba ve. Dite. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tiền. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngụ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu Tam Bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy canh nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn thầy Kinh, kính trân, kính cảm ơn sư Thanh Tâm. Dạ, dạ con kính chúc đạo tràng, kính cảm ơn quý cô chú Phật tử đã đến với đạo tràng để tham gia thời pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, hôm nay là ngày thứ sáu, là thứ bảy và chủ nhật thì Room Nguyên Như Kỳ Viên không có sinh hoạt. Dạ con xin hẹn lại quý cô chú Phật tử, quý sư vào ngày thứ hai. Chúng ta sẽ trở lại sinh hoạt vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Và con kính chúc đạo tràng có một ngày an lành, một đêm an lành, sáu thời đều an lành ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con kính chúc đạo tràng ngủ ngon. Và con xin tạm biệt đạo tràng. Và con xin xuống mít ạ.